Khác Bastien, hai cô con gái từng khiến Angelina Jolie nhói lòng vì một lý do. Trong 6 nhóc tỳ nhà Angelina Jolie, thì Zahara và Silo là hai nhân vật đặc biệt nhất. Điểm tương đồng đáng chú ý của hai chị em là đều sinh ra ở châu Phi. Ngoài ra đây cũng là hai người con từng khiến Angelina Jolie phải nhói lòng. Theo đó, năm 2005, Zahara chính thức được Jolie nhận nuôi khi mới chào đời ở Ethiopia vài tháng. Đến năm 2006, Angelina lại sang Namibia để sinh Silo. Vì gần bằng tuổi nhau, nên hai cô bé này có mối quan hệ khăng khít. Không chỉ gắn bó trong các hoạt động thường ngày cùng mẹ, Silo và Zahara thường xuyên được paparazzi phát hiện cùng chơi riêng. Chị em nhà Jolie Pitt cũng đặc biệt yêu thích bộ môn bóng đá. Theo tạp chí OK, tài tử Brad Pitt tự hào với khả năng trên sân cỏ của hai con. Suốt quá trình chăm sóc và nuôi dạy Zahara cũng như Silo, Angelina Jolie không ít lần nhói lòng vì sự soi mói cũng như những lời miệt thị mà dư luận dành cho các con của cô. Zahara thì bị phân biệt chủng tộc, màu da khiến cô bé không có được sự tôn trọng và công bằng trong cuộc sống, đặc biệt là khi tới bệnh viện điều trị. Còn Silo từ nhỏ đã thích cắt tóc ngắn, ăn mặc giống con trai, nên cô bé luôn trở thành đề tài bàn tán của báo giới, cũng như cộng đồng mạng. Thậm chí có thời gian con gái ruột đầu lòng của Angelina Jolie còn dính phải tin đồn lên kế hoạch phẫu thuật chuyển giới để sống thật với chính mình. Là một người mẹ, Angelina Jolie luôn yêu thương và ủng hộ các con nhiệt tình, dù tận sâu trong tim cảm thấy xót xa cho lũ trẻ. Đối với Zahara, Jolie thường xuyên khích lệ, động viên con tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ phụ nữ và nhớ về nguồn cội. Trong mắt Angelina, Zahara là một cô gái châu Phi phi thường. Riêng Silo, Angelina ưu tiên sự lựa chọn của cô bé trong một cuộc phỏng vấn. Bà mẹ này từng chia sẻ, tôi luôn hy vọng Silo lớn lên sẽ thành một cô gái dịu dàng, xinh đẹp. Tuy nhiên hiện tại tôi chưa thể thay đổi được mong muốn của con. Tính cách của cô bé thật mạnh mẽ. Bên cạnh đó tôi cũng không bao giờ muốn ngăn cản các con điều gì. Tôi muốn chúng được phát triển tự nhiên nhất. Đó là lý do tôi không ép buộc Silo phải mặc váy điệu đà hay để tóc dài như các cô bé khác. Nhờ có sự quan tâm hỗ trợ tuyệt vời của Angelina Jolie mà cho đến nay Zahara và Silo đã trở thành những thiếu nữ đầy tự tin và tuyệt vời. Trong khi Zahara được vào trường cao đẳng Spelman, thì Silo lại thay đổi hoàn toàn, trở nên nữ tính và thể hiện khả năng vũ đạo ấn tượng. Hai con giờ là niềm tự hào khôn xiết của Angelina. Có thể nói không riêng gì hai cô gái. Bốn người con còn lại luôn là tâm điểm của cuộc chiến pháp lý giữa Angelina Jolie và Brad Pitt. Có cha mẹ là tài tử, minh tinh hàng đầu Hollywood, những đứa trẻ này được săn đón không thua gì sau hạng A. Đặc biệt trong gia đình đông anh chị em, mối quan hệ giữa các thành viên là điều công chúng quan tâm. Nếu cặp sinh Zahara và Silo thường xuyên xuất hiện bên nhau thì anh lớn Maddox lại khá thân thiết và hay trò chuyện với em trai Bastien. Gần đây, Maddox và Bastien cùng làm trợ lý đạo diễn cho mẹ. Hai con nuôi Jolie là đầu mối liên lạc giữa cô và các bộ phận khác trong quá trình sản xuất phim. Ngôi sao từng đoạt giải Oscar chia sẻ với tạp chí People rằng Bast, 18 tuổi và Maddox, 21 tuổi, là thành viên của đoàn làm phim Quitter Flood. Bộ phim hiện được quay tại Italy với dàn diễn viên toàn sao gồm Selma Hayek và Damien Pucci. Chúng tôi làm việc tốt cùng nhau. Khi một đoàn làm phim đạt phong độ cao nhất, họ cảm thấy như một đại gia đình. Vì vậy, cảm giác đó thật tự nhiên, Angelina Jolie nói. Nữ diễn viên đình đám Hollywood cho biết hiện tại làm mẹ đã trở thành ưu tiên quan trọng nhất của cô chứ không phải phát triển sự nghiệp phim ảnh. Ngôi sao đoạt giải Oscar tâm sự cô thường xuyên tự đặt câu hỏi về các quyết định nuôi dạy con cái. Với tư cách là một bà mẹ đơn thân, nữ diễn viên xinh đẹp nói, tôi không phải là một bậc phụ huynh hoàn hảo. Mỗi ngày tôi cảm thấy mình nhận thức rõ ràng hơn về những việc tôi đã làm không đúng. Tôi là người khắt khe với bản thân, tôi thường xuyên suy nghĩ, việc này mình có đang làm đúng không, điều mình nói có đúng hay không. May mắn là tình yêu của các con tôi đã chữa lành cho tôi.